10 nhá. Con tên gì? Con tên gì? Con tên là gì? Cơ mẹ mẹ. Cơ mẹ mẹ. Nguyên cái bộ lít kia là một cái khối thép đúc, thép đúc thép sẵn nó cắt sắp ra từng lát một này này, nó mới đủ độ cứng bởi vì người ta phải chơi mới là dốc đèo dốc. Nghĩa thép tôi nguyên khối. Và sau đó thì tiện nó ra, tiện hình thớ một, đảm bảo cái lực chia sẻ nó sẽ đều hơn trên từng cái tải trọng trên bánh răng, nó sẽ đảm bảo độ lý lợm, độ mòn đều trên từng cái tải trọng.
trong để lên trần. Thế là chiều là cũng là tầm giờ này là đi đón cho nó về đấy hả? Yeah.